Tịnh Hải Con Thành Tâm, Tri Ân Hòa Thượng Thượng Vũ Hà Thiện. Với sự hiện diện chứng minh của Ngài làm cho tinh thần của chính con cảm thấy vô cùng sung mãn, và đại chúng hưởng được cái ân triêm vô cùng lớn. Con xin một lần nữa xin tri ân Ngài và cầu chúc Ngài vãng sanh thượng phẩm, cầu chúc tất cả chư tăng ni, chư vị đồng tu đều được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Xin đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn một lần nữa để cảm ơn chư ân công đức của trên chư tôn hòa thượng cùng chư tôn đại đức tăng ni đã tham gia chứng minh. Chúng con cũng xin thành tâm cảm niệm chư ân công đức của thầy Thích Tịnh Hải, và chúng con xin thành tâm cảm niệm chư ân công đức của tất cả các cha các mẹ, chư vị đồng tu đã tham gia buổi học hộ niệm ngày hôm nay. Chúng con xin kính chào chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni cùng tất cả các cha các mẹ. Hẹn gặp lại vào buổi thứ tư tối thứ tư tuần sau. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con xin kính chào thượng tọa Ân Hồng. A Di Đà Phật.